Thử được không em? Dạ được. Ghê lắm rồi. Kia trọc lóc, ở đây đồi hết cây, rất là nhiều đồi bị đốn cây hết trơn. Còn cây bụi bậy bạ không, chứ rừng là hết. Xưa ở rừng không rồi bây giờ là chọc lóc hết trơn rồi. Chọc lóc mà cũng không thấy trồng gì hết, hoang phế hết. Còn lại là ba cái cây bụi không à. Đó, có cô bạn đang bán đất. Rồi đi tiếp. Thấy cảnh chỗ này đẹp. Hồ tiêu hả? Cái này là cái này hồ tiêu á bà con. Ta trước thấy lá luôn. Năm nay được giá không? Năm nay được giá, đỡ. Thấy cái mùi thơm á. Cái non nó ngâm làm dưa ăn ngon. Đó, người ta ra đây em ra người ta phơi ở đây nè. Đó, chỗ này người ta phơi. Cái máy hồi nãy nó cũng như cái máy suốt vậy. Mục tiêu nó chín không có điều. Nhưng mà mà có 1-2 trái chín là ok rồi đó, là cho bạn đó. Nó già. Ừ, già, đúng độ rồi. Cái này anh cầm nó còn thiếu cho em mà. Anh không mua sao anh? Chỗ anh nhà để nhà. Nhà luôn hả? Trời ơi. Nhà dẻo, để nhà. Nó bị gì hả? Mướn công nhân làm hả? Ở đây sầu riêng vô mùa chưa? Ở miền Tây nữa con. Ở dưới miền Tây có. Ở đây nó có sâu Đồng Nai. Với ở bên Tiền Giang cũng có nữa. Tiền Giang có rồi đó. Tiền Giang bây giờ bán 100 mấy 200. Tiền Giang là đang làm trái cây mà. Thì ba cái này đó thì Tiền Giang không có, nhưng mà có gì thậm chí là được rồi. Lên là chua, cái thời điểm đó là còn chua lắm. Thông mà. Lợi thông ba lá. Cái đường này hình như mình đi qua rồi nè. Ở kỳ trước mà đi từ Bảo Lâm qua là hình như là đi con đường này. Đi qua bên đèo Con Ngó. Rồi từ đèo Con Ngó mình mới về qua Đa Vui rồi mới về Sài Gòn á. Đường này là có nhớ có mấy cây thông. Hình như là đường này là đường đèo B40. cái quán uống nước. Mình ghé ghé uống nước ở ngã ba cái gì Đắk Glong, hình như đây Đắk Glong nãy không? Đắk Glong rồi, hình như Đắk Glong. Chợ Quảng Khê, Quảng Khê Đắk Glong.